Thưa quý vị và các bạn, ngày nay khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Ít những đề tài nghiên cứu phát minh sáng chế đã cho ra đời những vật dụng hữu ích giúp cuộc sống tiện nghi hơn. Trong số đó có đề tài nghiên cứu của các bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Chiếc rèm cửa thông minh của cơ xá Hoàng Thái và Lê Văn Huy Trường, Trung học phổ thông Lam Vi An, huyện Lạc Dương là một trong số đó. Những chiếc rèm cửa có công dụng điều chỉnh ánh sáng cho căn phòng. Nhưng việc điều chỉnh đó chỉ được thực hiện khi có tác động của con người. Tuy nhiên, với sự sáng tạo của hai em học sinh, cơ xá Hoàng Thái và Lê Văn Huy, trường Trung học phổ thông Lam Vi An, huyện Lạc Dương, thì hiện nay những chiếc rèm cửa này có thể tự động mở khi thiếu hay dư thừa ánh sáng. Để cho một phần là cải thiện cái tật cận thị của những học sinh sinh viên trong trường này, thì mà tật cận thị này thì chủ yếu là ngồi học thiếu ánh sáng, nên em và Huy đã hình thành những cái ý tưởng làm nên cái rèm cửa này dựa vào sự biến đổi của ánh sáng để tự động kéo rèm này lại. Cùng có niềm đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ nên từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, cơ xá Hoàng Thái và Lê Văn Huy đã sắp ấp ủ những đề tài sáng tạo khoa học phục vụ cuộc sống. Bằng những kiến thức tích lũy được trong bộ môn vật lý và vật, hai em đã tự mày mò, nghiên cứu và sáng chế ra mô hình rèm cửa thông minh. Do chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm nên việc đưa ý tưởng vào thực tiễn đối với hai em khá nhiều khó khăn. Không ít lần thất bại với mô hình này, nhưng bằng niềm đam mê và quyết tâm chinh phục tri thức, cơ xá Hoàng Thái và Lê Văn Huy đã thành công và cho ra đời mô hình rèm cửa thông minh hoàn thiện. Để thực hiện cái đề tài này thì bọn em cũng gặp rất nhiều khó khăn, là khi lắp ráp thì và khi vẽ các cái sơ đồ mạch in thì nó cũng bị thất bại rất là nhiều lần. Khi mà gặp sự những cái khó khăn như vậy thì được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo thì bọn em cũng hoàn thành được cái rèm cửa để mang đi thi cuộc thi khoa học kỹ thuật lần thứ 7 của tỉnh Lâm Đồng. Là một ngôi trường mà phần lớn học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ tại trường Trung học phổ thông Lam Vi An vẫn chưa được các em đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, với phương châm học đi đôi với hành, cơ xá Hoàng Thái và Lê Văn Huy đã và đang gặt hái những thành công đầu tiên trên con đường theo đuổi niềm đam mê của mình. Với cái ý tưởng của các em thì lần đầu tiên em tham gia nghiên cứu, và cái mục đích lớn nhất của nhà trường là bây giờ là theo cái chủ trương chung là phát triển toàn diện. Thì trong đó là các em phải được phát triển theo năng lực người học. Thì ngoài cái việc đánh giá bộ môn trên lớp nhận qua các bài kiểm tra, thì qua các cuộc thi này thì các em tự thể hiện mình. Và cái sản phẩm này có thể là nó chưa ứng dụng trong thực tiễn, chưa có cái sự ứng dụng nhau. Nhưng mà rằng thì sau cái thời gian tới thì qua cái lần coi như học hỏi kinh nghiệm từ cái cuộc thi này thì các em cũng một phần nào đó giao lưu và học hỏi thêm kinh nghiệm. Mục đích của cái rèm cửa này là... Mặc dù chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, nhưng đề tài sáng kiến rèm cửa thông minh là kết quả từ tình yêu và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của hai học sinh cơ xá Hoàng Thái và Lê Văn Huy. Kết quả này cũng là động lực giúp hai tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê và nghiên cứu thành công nhiều hơn nữa những đề tài khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống.